Lễ hỏi là một nghi lễ không thể thiếu theo phong tục cưới hỏi của người Việt Nam. Tùy theo từng vùng miền mà lễ hỏi mang những đặc điểm khác nhau. Và trong video clip này, mình và các bạn sẽ cùng nhau khám phá một lễ hỏi đầy đủ theo phong tục của người miền Nam thì sẽ có những bước như thế nào và có khác gì miền Bắc không nhỉ? Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, mình sẽ vào ngay đây thôi. Xin chào, mình là Hằng đến từ Phoenix Wedding. Lễ dặm ngõ sau khi hai gia đình gặp mặt và nói chuyện thống nhất trong lễ ăn hỏi sẽ gồm bao nhiêu mâm quả. Theo phong tục miền Nam, số mâm quả sẽ là số chẵn, thường là 6, 8 hoặc 10 mâm và kèm một khay trầu rượu. Tương ứng với số mâm quả thì bên nhà trai chuẩn bị số nam bê quả và bên nhà gái phải chuẩn bị số nữ đỡ quả. Đội hình hai bên gia đình gồm trưởng đoàn có thể là người trong gia đình hoặc người thân quen có khả năng ăn nói. Tiếp theo là ông bà, bố mẹ. Cuối cùng là người thân và đội bê đỡ mâm quả. Trang phục của đội hình phải lịch sự, trang trọng. Hai gia đình thống nhất chọn giờ diễn ra lễ ăn hỏi ở nhà gái. Nhà trai nên tính thời gian đến sớm 30 phút để tránh kẹt xe và có thời gian chỉnh trang lại đội hình. Đội nam bê mâm quả sắp xếp theo thứ tự. Đầu tiên là rễ phụ bê khay trầu rượu, đến mâm trầu cau, trà rượu, hai mâm rồng phượng rồi đến các mâm thấp. Nhà gái sẽ sắp xếp theo đội hình cùng với dàn bưng quả nữ để sẵn sàng đón tiếp nhà trai. Đầu tiên, trưởng đoàn cùng với rễ phụ bê khay trầu rượu đi vào trước, thưa chuyện cùng gia đình nhà gái, xin phép để đoàn nhà trai được vào làm lễ. Rễ phụ sẽ rót rượu trong khay trầu rượu cho trưởng đoàn hai bên gia đình cụm ly, sau đó trưởng đoàn nhà trai sẽ ra đón nhà trai vào. Đội nam và đội nữ bê mâm quả sẽ xếp thành hai hàng để trao mâm quả cho nhau. Sau khi trao mâm quả xong, đội nam sẽ vào nhà trước rồi đội nữ mới bê mâm quả vào. Sau khi đội nữ đỡ quả, sắp xếp mâm quả lên bàn thờ gia tiên gọn gàng theo đúng thứ tự, mâm cao ở trên, mâm thấp ở dưới, trầu cau trà rượu ở giữa và rồng phượng ở hai bên. Hai gia đình sẽ cùng ngồi uống nước, nói chuyện. Đầu tiên, trưởng đoàn nhà trai sẽ giới thiệu các vị đại diện bên phía gia đình mình. Để đáp lễ, đại diện nhà gái có đôi lời phát biểu và giới thiệu đại diện của gia đình nhà gái. Đại diện nhà trai sẽ phát biểu lý do và giới thiệu về các mâm quả mà nhà trai mang đến. Mẹ chú rể và mẹ cô dâu sẽ thực hiện nghi thức trình quả, cùng nhau mở từng mâm quả. Mẹ chú rể sẽ trao từng mâm quả cho mẹ cô dâu trước bàn thờ gia tiên. Nhà trai cũng công bố tiền nạp tài mang sang nhà gái. Đại diện nhà gái đứng lên cảm ơn, nhận lễ ăn hỏi của nhà trai. Sau khi gia đình nhà trai thưa chuyện và nhà gái nhận lễ, mẹ cô dâu sẽ lên phòng đón cô dâu xuống chào toàn bộ quan khách. Trước khi mẹ lên đón, cô dâu không được xuất hiện trong lễ ăn hỏi. Cô dâu sẽ xuống chào hỏi và cùng chú rể rót rượu ở trong khay trầu rượu mời hai ông bà, bố mẹ hai bên gia đình. Cô dâu rót rượu mời ông bà, bố mẹ chú rể và ngược lại, chú rể rót rượu mời ông bà, bố mẹ cô dâu. Bố cô dâu sẽ thắp nhang lên lư hương và cô dâu chú rể lên thắp hương bàn thờ gia tiên. Mẹ chú rể sẽ trao lễ vật cho cô dâu ngay trước mặt hai bên gia đình với ý nghĩa cầu chúc cho cặp đôi sự giàu sang, sung túc. Tiếp theo, chú rể và cô dâu cùng trao nhẫn đính hôn cho nhau. Sau đó, bố mẹ cô dâu và cô dâu chú rể sẽ mang đồ lễ được xé bằng tay, không dùng dao kéo, lên thắp hương bàn thờ ông bà tổ tiên. Sau khi cúng ông bà tổ tiên xong, hai gia đình sẽ thống nhất chọn số mâm quả cho lễ cưới cũng như chọn một ngày đẹp để tổ chức rước dâu và lễ cưới. Trong thời gian đó, cô dâu chú rể mời nước họ hàng hai bên và chụp hình lưu niệm cùng mọi người. Cô dâu chú rể cùng hai đội nam nữ bê quả sẽ ra thực hiện nghi lễ trả quả. Sau màn trả quả, cô dâu chú rể sẽ phát phong bao lì xì cho hai đội nam nữ bê quả. Số tiền trả duyên có thể được hai nhà thống nhất trước hoặc tùy điều kiện mỗi bên gia đình. Kết thúc lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ chia đồ lại quả cho nhà trai và trả lại các mâm quả. Lưu ý, khi chia đồ lại quả không được dùng dao kéo mà phải xé bằng tay. Đồ lại quả phải là số chẵn, mâm quả không được đậy nắp mà nắp sẽ để lật ngược lại. Gia đình nhà gái trao đồ lại quả cho gia đình nhà trai và nhà trai xin phép ra về. Sau khi đã kết thúc lễ ăn hỏi, gia đình nhà gái sẽ tổ chức bữa cơm thân mật để mời tất cả các thành viên có mặt trong buổi lễ. Nếu gia đình nhà trai ở xa, nhà gái có thể cân nhắc mời nhà trai ở lại cùng ăn bữa cơm này. Tuy nhiên, việc này phải được thống nhất và xin ý kiến nhà trai từ trước để gia đình nhà gái có sự chuẩn bị và tiếp đón được chu đáo hơn.
Trên đây là đầy đủ trình tự của một lễ hỏi theo phong tục của người miền Nam. Mình mong rằng video clip này đã giúp các bạn có một cái nhìn tổng quan đến chi tiết về lễ hỏi của người miền Nam để các bạn có những chuẩn bị chu đáo hơn cho sự kiện trọng đại sắp tới của đời mình nha. Và tụi mình cũng đã làm một video clip nói về lễ hỏi theo phong tục của người miền Bắc. Nếu các bạn cũng đang tìm kiếm thông tin thì mình sẽ để link ở đây, các bạn có thể tìm và xem lại nhé. Nếu cảm thấy video này hay, có ích thì đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Feed the Wedding để tụi mình có nhiều động lực làm ra nhiều video clip hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!